Xin chào quý thầy cô và các bạn thân mến. Rất vui vì được gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chương trình phát thanh Măng Non số thứ 2 với chủ đề Tháng 12 sôi nổi, học tập và rèn luyện theo tấm gương anh bộ đội Cụ Hồ. Chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong những ngày này, quân và dân đang nao nức lập nhiều thành tích cao nhất. Chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta rất đỗi tự hào với truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đảng và Bác Hồ kính yêu sáng lập và rèn luyện. Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Bước ngoặt quan trọng để làm nên những chiến thắng đó là ngày 22 tháng 12 năm 1944. Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiền thân là đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời. Quân đội ta từ nhân dân mà ra, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức xây dựng, giáo dục và rèn luyện. Các bạn có biết lịch sử của ngày này không? Chắc hẳn bạn nào cũng biết chút ít nhưng chưa thật chính xác và đầy đủ. Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng theo dõi bản tin phát thanh Măng Non chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam nhé! Ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ cao, bắc, lạng, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, đồng chí Xích Thắng, Dương Mạc Thạch làm chính trị viên, đồng chí Hoàng Văn Thái phụ trách kế hoạch, tình báo, đồng chí Văn Tiên, Lộc Văn Lùng quản lý, đội có chi bộ đảng lãnh đạo. Chỉ có 34 người với 34 khẩu súng các loại, nhưng đó là những chiến sĩ kiên quyết, dũng cảm trong các đội du kích cao, bắc, lạng, là con em các tầng lớp nhân dân bị áp bức. Họ có lòng yêu nước, chí căm thù địch rất cao, đã siết chặt họ thành một khối vững chắc, không kẻ thù nào phá vỡ nổi. Sau lễ thành lập, đội tổ chức một bữa cơm nhạt không rau, không muối, để nêu cao tinh thần gian khổ của các chiến sĩ cách mạng. Đội tổ chức đêm du kích liên hoan với đồng bào địa phương để thắt chặt tình đoàn kết của quân dân. Chấp hành chỉ thị, phải đánh thắng trận đầu. Ngay sau ngày thành lập, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã mưu trí, táo bạo, bất ngờ đột nhập vào đồn Phai Khắt 17 giờ chiều ngày 25 tháng 12 năm 1944 và sáng hôm sau 7 giờ sáng ngày 26 tháng 12 năm 1944 đột nhập đồn Nà Ngần, tiêu diệt gọn hai đồn địch, giết chết hai tên đồn trưởng, bắt sống toàn bộ binh lính, thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng. Hai trận đánh đồn Phai Khắt, Nà Ngần thắng lợi đã mở đầu cho truyền thống đánh giặc tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng trận đầu của quân đội ta suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Từ ngày thành lập, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân luôn phát triển và trưởng thành. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 được xác định là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức quân sự mới của dân tộc ta. Một quân đội luôn gắn bó máu thịt với dân, luôn luôn được dân tin yêu, đùm bọc. Tên gọi Quân đội Nhân dân là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Tháng 12 năm 1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Chỉ thị nhấn mạnh, tên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền, đồng thời nó là khởi điểm của giải phóng quân. Nó có thể đi từ Nam chí Bắc. Năm 1989, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22 tháng 12 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam mà còn là ngày hội quốc phòng toàn dân. Từ đó, mỗi năm, cứ đến ngày này, toàn dân Việt Nam lại tiến hành các hoạt động hướng về chủ đề quốc phòng và quân đội nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu thương, yêu chủ nghĩa xã hội, động viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ tổ quốc. Các hoạt động như meeting, hội thảo, hội nghị đoàn kết quân dân, giáo dục truyền thống, biểu diễn văn nghệ, đại hội thanh niên, thi đấu thể thao, hội thao quân sự được diễn ra ở khắp làng, xã, cơ quan đoàn thể, cơ sở đơn vị. Các bạn thân mến, là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, tất cả chúng ta hãy ra sức thi đua, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phải luôn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, học tập chăm ngoan để đền đáp lại sự hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước, là mầm non tương lai của dân tộc, ngày một đưa đất nước Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc Nam Châu như điều Bác Hồ đã từng mong mỏi. Giờ đây,
đất nước Việt Nam đang chuyển mình phát triển một cách mạnh mẽ, dần khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Chúng mình, những chiến sĩ ngày mai của Tổ quốc, hãy cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt các bạn nhé, để tiếp bước truyền thống của cha anh, để xứng đáng niềm tin vào thế hệ trẻ. Nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng cháu xin kính chúc toàn thể các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các bác cựu chiến binh, các gia đình thương, bệnh binh luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc các chú bộ đội luôn vững tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước. Chúng cháu xin hứa sẽ luôn chăm ngoan học giỏi, là những đội viên ưu tú với sự hy sinh lớn lao của thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để cho chúng cháu được học tập trong một môi trường hòa bình, yên vui như ngày hôm nay. Chương trình phát thanh của đội tuyên truyền Măng Non đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại trong các số sau các bạn nhé. Xin kính mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Chú Bộ Đội Đảo Xa, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Xuân Tiên do nhóm Hoa Hồng Nhỏ trình bày. Thân ái chào các bạn. Chani.